Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid vào khách sạn. Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đến và rời khỏi khách sạn ở Paris cùng thời điểm giữa tin hẹn hò. TMZ đưa tin Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid bị bắt gặp xuất hiện tại khách sạn năm sao U Mừng Sâu ở Paris, Pháp ngày 29 tháng 9. Siêu mẫu 27 tuổi tươi cười bước vào khách sạn khoảng 22 giờ cùng ngày, giờ địa phương sau khi hoàn thành công việc tại tuần lễ thời trang Paris 2022. Tài tử sinh năm 1974 mặc bộ đồ đen, che kính mặt cũng đến ngay sau đó. Leonardo được nhìn thấy rời khách sạn vào khoảng 1 giờ sáng ngày 30 tháng 9. Bà mẹ đơn thân bước ra sau đó không lâu. Theo TMZ không rõ Di Di đã đi đâu. Còn năm diễn viên thắng giải Úc tụ tập bạn bè tại họp đêm trước khi trở về khách sạn mà anh đặt phòng từ đầu. Tuần trước, Leonardo cũng được phát hiện ở Milan. Italy vào cùng ngày Di Di trình diễn trong show xuân hè 2023 của Versailles. Tuyết sức nhận định mặc dù muốn mối quan hệ tiến triển chậm rãi, có vẻ như tài tử bảy ít và chân dài kém 21 tuổi đã có chuyến đi nước ngoài đầu tiên cùng nhau. Hai ngôi sao biết nhau nhiều năm nhưng mới vướng tin tình cảm gần đây khi bị bắt gặp đi chơi cùng nhau tại buổi khai trương hợp đêm tư nhân giờ Nomad ở New York, Mỹ hồi tháng 7. Tin tức này gây sốc cho người hâm mộ vì Leonardo nổi tiếng với quy tắc chỉ yêu phụ nữ dưới 25 tuổi. Anh thậm chí đã chia tay bạn gái lâu năm cơ Mila Morung ngay sau khi người mẫu đón sinh nhật tuổi 25. Trong khi đó, Gigi đã 27 tuổi, còn là mẹ của bé gái 2 tuổi. Bức ảnh đầu tiên chụp leo và Gigi thân thiết với nhau được Daily Mail công bố vào giữa tháng 9. Trong ảnh, cặp sao ghé sát vào nhau trò chuyện thân mật. Theo tờ báo Anh, hai ngôi sao cùng bạn bè tham dự bữa tiệc do bạn của Leo là Richie Erkiver và Da rừng di sừng chùa tổ chức tại hộp đêm hạng sang Casa Shibarani ở khu sâu hầu của Manhattan, New York vào tối ngày 10 tháng 9. Nguồn tin riêng của Petsit thời điểm đó tiết lộ họ đã nâng cấp mối quan hệ sang giai đoạn thân thiết hơn, dẫu vậy họ vẫn muốn mọi thứ diễn ra từ từ. Nguồn tin cho hay hai người tương tác với nhau chủ yếu trong những chuyến đi chơi tập thể nhưng đã bắt đầu đi chơi riêng với nhau. Ditto không phải là người có quan hệ ngoài luồng. Anh ấy không tìm kiếm những mối quan hệ chống vánh. Họ đang kết nối với nhau một cách chậm rãi, nguồn tin nhấn mạnh. Theo Petsit,